trong chặng đua đầu tiên của giải đua Asian Road Racing Championship 2017 vừa diễn ra trên đất Malaysia từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 4 vừa qua, tay đua trẻ cao Việt Nam đã tranh tài ở nội dung Underbond 150 phân khối. Được biết, đây là năm đầu tiên giải đua mô tô uy tín chỉ xếp sau MotoGP. Hạng mục Underbond đã nâng từ 130 phân khối lên 150 phân khối. Bởi vậy nên Honda Việt Nam cũng phải chuẩn bị nhiều cho khâu kỹ thuật, đồng thời tổ chức cho tay đua làm quen với xe mới. Vậy hãy cùng tìm hiểu mẫu xe đồng hành cùng tay đua cao Việt Nam tại giải thi đấu năm nay, chiếc Honda Winner 150. Honda Winner 150 được ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016 là quân bài của Honda Việt Nam để giành lại thị phần từ Yamaha Exciter 150. Kích thước tổng thể của Winner dài 2025mm, rộng 725mm và cao 1102mm, chiều dài cơ sở là 1276mm, độ cao yên 780mm, khoảng sáng gầm xe 167mm, trọng lượng 122kg và dung tích bình xăng là 4,5 lít. Winner 150 sử dụng đèn pha dạng LED, lốp xe bản rộng với kích thước bánh trước 90/80, lốp sau là 120/70. Phanh đĩa đường kính lớn cho cả trước sau được trang bị để tăng độ an toàn cho xe, phục trước dạng ống lồng, giảm chấn thủy lực, phục sau lò xo đơn. Để đảm bảo tính di chuyển ổn định đường dài cũng như sự thoải mái cho người sử dụng, Winner được trang bị khung xe được cấu tạo bởi khung ống đôi gia tăng độ cứng, phù hợp hiệu suất động cơ. Trái tim của Honda Winner 150 là động cơ PGM FI 4 kỳ xi lanh đơn, DOHC 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch, sản sinh 15,4 mã lực tại vòng tua 9.000 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 13,5 Nm tại vòng tua 6.500 vòng 1 phút, đi kèm hộp số 6 cấp. Tuy nhiên, đây chỉ là thông số của Winner 150 nguyên bản. Để đáp ứng được cho cuộc đua mô tô danh giá ARC, những kỹ thuật viên của Honda Việt Nam đã phải tùy chỉnh lại hàng loạt các chi tiết của xe nhằm giúp nâng cao công suất động cơ, giảm trọng lượng xe, cải thiện cảm giác lái và độ an toàn. Chiếc xe đua khác với chiếc xe thường là chiếc xe đua được độ lên để tăng công suất rất là cao, từ đẩy lên giới hạn cao nhất của chiếc xe. Ví dụ ở phần động cơ thì phần chủ yếu sẽ động, sẽ chúng ta sẽ độ lại cái phần đầu ki lắp, ví dụ như là trục cam hoặc là phần cổ hút và phần nhông cam đều được độ lại. Tiếp theo là đến có thể phần bộ phận làm mát, ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy chiếc xe này được sử dụng chưa kết làm mát của chiếc xe 250 chứ không giống như chiếc xe chạy ngoài thị trường. Ngoài ra thì để có thể cho những tay đua chạy trên đường đua một cách thoải mái thì được thay đổi về phần giảm sóc để cho tạo ra giảm chấn chạy trên đường đua này, hoặc là những cái bộ gác chân để giúp cho tay đua có khả năng có cái tư thế thoải mái hơn khi mà chạy đua trên đường đua. Ngoài ra thì có những chi tiết nhỏ khác đều được các hãng đều sản xuất bằng cái chất liệu nhẹ hơn để chiếc xe giảm khối lượng hơn. Hiện tại chiếc xe này được độ lên thì với công suất khoảng 26 mã lực, thì với chiếc xe bình thường của chúng ta thì khoảng 15 mã lực, thì có thể nó tăng được khoảng 10 mã lực gì đấy. Trước mỗi vòng đua, các kỹ thuật viên đều phải mở động cơ của xe để bảo dưỡng các chi tiết, kiểm tra các kích thước xem có nằm trong tiêu chuẩn không, nếu không sẽ phải thay thế. Thường thường sau đó tất cả đều phải được bảo dưỡng sau mỗi vòng đua. Hơn nữa, sau mỗi vòng đua này, những bộ phận cần được chú ý nhiều nhất là supap và lò xo supap. Đây là những chi tiết chịu áp lực lớn nhất khi chạy trên đường đua. Ngoài những cái chi tiết mà không cần thiết, chiếc xe được tối giản thì còn chiếc xe còn phải lắp thêm, ví dụ như là phần trợ lực tay lái giúp cho tay đua ở tốc độ cao, tay lái để giữ tốc độ ổn định hơn để không bị rung lắc trong quá trình chạy. Và tiếp theo là rất quan trọng, đó là bộ điều khiển trung tâm, được gọi là chiếc ECU thì đều được thay đổi. Đây là chiếc ECU đặc biệt dành cho đua và nó sẽ cung cấp những cái chế độ chạy khác nhau. Chúng ta điều khiển nó thì ví dụ như là thời điểm đánh lửa hoặc là theo dõi tất cả quá trình hoạt động của động cơ. Là tay đua trẻ đầu tiên được Honda Việt Nam tuyển chọn để tham dự giải đua Asian Road Racing Championship mà bắt đầu với nội dung Underbond 130 phân khối trước khi thử sức ở nội dung Asia Production 250 phân khối, Bùi Duy Thông cũng có những nhìn nhận và chia sẻ về chiếc xe Honda Winner sau khi được kỹ thuật viên của Honda Việt Nam tùy chỉnh sao cho phù hợp để phát huy hết khả năng trên đường đua. Theo tôi, một chiếc xe đua thì cái quan trọng nhất là bộ phận máy của xe đua.
và thứ hai là phải canh chỉnh phuộc và bánh thật là tốt, và vỏ xe thì là quan trọng. Và nếu như mình có được vỏ xe tốt và phuộc đều tốt và máy tốt thì mình có thể chạy nhanh hơn và mình có thể được nhiều lợi hơn. Đối với một chiếc xe Serin và chiếc xe độ thì vận tốc của xe độ nó sẽ vượt lên khá là nhanh so với chiếc Serin. Phải chẩn đoán là Serin là 5 và xe độ nó thành 10. Một chiếc Serin của Honda Winner thì nó đạt được đến 145 và đã bị hãm tua. Và đối với Tudo thì xe không có đồng hồ nên tôi chẩn đoán thì được khoảng 160 hoặc 170. Như vậy, những chiếc Winner 150 phiên bản thường và phiên bản tùy chỉnh có sự khác biệt khá lớn. Điều này bắt buộc các tay đua phải có thời gian tìm hiểu, làm quen và thực hành để có thể làm bạn với chúng, cùng nhau phát huy khả năng trên các trường đua để mang lại thành công lớn nhất. Nói về chiếc xe độ, nếu mà muốn làm quen được nó thì phải chạy nhiều lần thì mình mới có thể kiểm soát được nó, và mình phải chạy nó thường xuyên thì mình mới kiểm soát được nó, và mình muốn nó theo ý mình thì mình phải chạy rất nhiều và mình mới có thể làm chủ được nó.